Em là fan trung lập, thân gửi anh Hậu và các bạn đang xem clip. Dạo gần đây em thấy anh Hậu và anh em bên Choi gáy thật nhiệt tình, thẳng thắn và rất ác liệt, khiến cộng đồng mạng xôn xao khi không chấp nhận cái hạng ba xứng đáng của mình, nên em xin dùng đúng lời của anh Hậu và anh em bên Choi để tường thuật vụ việc như sau. Một, vụ thứ nhất là giáng linh siêu cấp. Anh Hậu bảo là phát hiện ra búp được giáng linh siêu cấp lỗi liền báo ngay cho anh tài xế báo fit vào ngày 13, 14, 15 tháng 3 năm 2021. Được chưa anh em? Đây là cái lỗi mình phát hiện ra và mình đã nhờ xế gửi yêu cầu. Anh em nhé, mình đã nhờ xế gửi yêu cầu fit ngay lập tức. Ngày bao nhiêu? Ngày 13 đúng không? Ngày 15 tháng 3 đúng không? Là cái ngày đó là cái ngày đó là mình đánh gì đó này nọ đó. Siêu cấp hồi nãy mình nói rồi là do mình kích, nhưng mà mình có kích mình đánh, nhưng mà mình đã gửi yêu cầu fit ngay lúc đó luôn. Thế thì ngày 4 tháng 9 năm 2020 không sao, anh cứ che thanh lắc khi BK làm y tò mò. Úi trời, bấm lộn lắm. Mình vừa nhìn nhầm hả? Ái chả, cái gì thế kia, giống búp được của lạ. Đúng là hai ấn giáng linh siêu cấp lỗi nè. Tận dụng đúng rồi, không phải là tận dụng nữa mà là lợi dụng đó. Đúng rồi đó, mình là gọi là lợi dụng. Em nhớ luật của game là nhận búp siêu cấp tương ứng với loại ấn chu vương. Ấn trụ vương đã có trước đó có thể nhận riêng lẻ từng bắp, chỉ có thể nhận một trong hai loại bắp chu vương, trụ vương. Thế mà anh ấy nhận đờ si cà chu và trụ hì, lỗi này nghiêm trọng tới mức anh Hậu sẽ trở thành chuyển sinh 12 và giáng linh 6. Quá đỉnh, không chỉ tận dụng lỗi nghiêm trọng của game trong trận BK với giáp sĩ hạng nặng là The Watt, mà còn vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 là giải quần anh hội diễn ra, anh lại sử dụng cái lỗi nghiêm trọng này dẫn tới việc team Hoa Mãn Lâu thua team Choi. Mặc dù anh em Hoa Mãn Lâu đều biết nhưng vẫn chấp nhận thua là thua, cớ sao bây giờ hạng ba anh và team Choi lại khóc lóc van xin nài nỉ để được giải nhì như hiện tại. Anh đừng nói là anh lại không kích chuyển sinh nhé, em lại bất ngờ đâm nhân đây. E xin thuật lại câu nói đầy tính răn đe của anh như sau. Sau những giải tới là khi mà sử dụng búp lỗi hay là tận dụng những cái lỗi lỗ hổng ở trong game, phải ban vĩnh viễn hay là cái gì đó, hoặc là cấm thi đấu.